Em nói những người đó, cái em kêu rồi anh cứ dạy qua người ta tới nha, người ta tết anh. Thì cái ảnh kêu em kêu không em vẫn tát vô miệng. Thì em tức lắm, nghe một người khác mà anh đánh vợ ảnh. Em lại rất ức chế cái chỗ đó. Em tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Phong, năm nay em 29 tuổi. Hiện em đang kinh doanh về lĩnh vực dược phẩm. Dạ. Còn cô dâu? Dạ em tên Nguyễn Thị Thu Loan, năm nay em 29 tuổi. Em là bên Sì Ba, make up trang điểm. Ở dưới quê Bình Định của em chị. À, ủa em làm dưới Bình Định? Dạ. Còn em thì ở thành phố, Sài Gòn. Ủa hai vợ chồng vậy ở sao? Thì lúc nào em nhớ vợ em thì em ba thì bên Bình Định. Có nghĩa là bây giờ vợ em là ở Bình Định. Dạ. Còn em ở Sài Gòn. Dạ. Rồi lúc nào em nhớ vợ thì em sẽ từ Sài Gòn bay về Bình Định. Dạ. Bao lâu mới nhớ một lần? Thường thì một tháng hoặc hai tháng, tùy theo công việc nhiều hay ít. Em lấy nhau bao lâu rồi? Dạ được 3 năm rồi. Ba năm rồi. Ba năm mà đi đi về về gì à? Dạ không, 2 năm đầu tiên hai vợ chồng em sống ở Sài Gòn luôn. Sau đó thì mới chuyển hết toàn bộ về ở Quy Nhơn làm. Vậy thì hai em lần đầu tiên gặp nhau và quen nhau ra sao? Cái này để em kể, tại vì lần đầu tiên á là một sự trùng hợp là em đi spa. Cái này là em chở chị em đi thì xong cái em được vợ em là tư vấn là chăm sóc da luôn. Thì lúc đó em làm thì cảm nhận vợ em lúc đầu á là rất là dễ thương, ăn nói hay ngọt ngào, và cái đặc biệt là lúc làm cho em á rất là mềm mại và dễ thương. Xí xí, tức là lúc đó là em đi spa của vợ em ở Bình Định luôn hả? Dạ không, ở Sài Gòn chị. Ở Sài Gòn. Sài Gòn, lúc đó là em làm Sài Gòn đúng dạ, không? Dạ, em làm Sài Gòn à, chị. À, hiểu lúc rồi. Lúc đó là em chưa có mở đúng không? Dạ chưa, lúc đó em đi làm nhân viên cho người ta. À dạ. Bây giờ là làm chủ rồi, dạ, mà ở ngoài Bình chồng, Định. Em có chồng, em về quê em lập nghiệp. Em... Rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Tại con em nhỏ, em không đi làm được. Rồi rồi, cái ấn tượng đầu tiên của em khi gặp người đàn ông này thì như thế nào? Em thấy anh nói chuyện rất là chân thật và rất là dễ thương. À. Ngoài nhìn người em thấy lịch sự, em cũng thấy rất là mến anh. Lần đầu tiên cô ấy áp hai cái tay vào má của mình nhẹ nhàng nhẹ nhàng, da chạm da thì cảm giác của em? Dạ cảm thấy thoải mái và rất là sung sướng. Rồi sau đó ai là người theo đuổi người đầu dạ, tiên? Dạ em là theo đuổi vợ em trước. Thì tối hôm đó lúc mà làm xong á là em xin số điện thoại vợ em luôn. Tối đó là em rủ vợ em đi xem phim. Thì nói chung là rất là vui, hay vui lắm. Làm gì vui? Nắm tay anh. Ôi, tại lần vì... đầu tiên đi coi nắm tay rồi hả? Dạ, cái này là ga lăng. Tại vì người ta nắm tới cái mặt người ban ngày rồi thì nắm tay được. Cái đó là công việc người ta mới nắm. Cái này ông tò mò nhiều cái người ta khó nói. Dạ, em đính chính xíu là tại vì đường nó rất là tối nên em nắm tay ga lăng dẫn bạn vô thì nó sẽ lịch sự hơn. Rồi đến khi nào thì em mới quyết định tỏ tình? Thì sau chính thức 3 tháng thì tụi em chính thức yêu nhau. Khi nào thì hai đứa mới quyết định là đi đến hôn nhân? Dạ 1 năm sau anh. Anh nghĩ em là một người phụ nữ dịu dàng, nhẹ nhàng, có nhan sắc như vậy. Vậy thì tại sao em lại quyết định lấy chồng sớm như vậy? Dạ em nghĩ cỡ tuổi đó cũng được chứ không có sớm. Gặp anh này là rất là hợp với em. Chứ trong lòng em nghĩ ảnh là một người rất là tốt và chân thật. Còn giàu nghèo em không quan trọng. Mà rồi lấy xong rồi thì có đúng như cái điều mình suy nghĩ không? Dạ không. Sao vậy? Dạ coi chị là bà chị đi. Lúc đầu thì anh rất là nhẹ nhàng, dễ thương và rất là lịch lãm nữa. Sau cưới xong á thì tính ảnh em phát hiện ra rất là cộc cằn và nóng nảy. Ví dụ cái nóng nảy dữ nhất của ảnh là như thế nào? Nói chung là hai vợ chồng em á là chỉ cãi toàn là chuyện đâu đâu chứ không phải là chuyện lớn. Nhưng mà ảnh không kiềm chế lòng được, lúc nào anh cũng nóng tính, ảnh cũng quát nạt ăn hiếp em là nhiều hơn. Cái nóng tính mà thể hiện lớn nhất đó là cái gì? Là mỗi lần có chuyện gì á em không hài lòng em nói ảnh để anh bỏ bớt những chuyện xấu của ảnh, mà ảnh không nghe lời em, nạt ảnh kêu cho thôi im miệng đi không nói hoài này kia nữa. Cho em nói xíu, tại vì vợ em á thì có tính đó là hay nói nhiều và nói dai, rất là dai, mà em đi làm về cảm thấy rất là mệt mỏi mà vợ em cứ nói bên tai em miết vậy á, cho nên em hay lớn tiếng là lý do đó. Ngoài lớn tiếng ra thì còn có những hành động gì nữa không? Dạ có, em là anh tát vô mặt. Bị tát mấy lần? Dạ hình như là cũng 4-5 lần. Và mỗi lần mà chồng em tát em như vậy á, em như thế nào? Em rất là ức trong người, tại vì em không làm thì có lỗi em hết. Cứ nói khi thí dụ như là em nói những người đó, cái em kêu rồi anh cứ dạy qua người ta tới nha, người ta tát anh, thì cái ảnh kêu em kêu không em vẫn tát vô miệng. Thì em tức lắm, nghe một người khác mà anh đánh vợ ảnh, em lại rất ức chế cái chỗ đó. Bây giờ riêng cá nhân anh rất mong muốn em đừng bao giờ đánh vợ nữa. Dạ. Bởi vì đó là một hành động không thể nào chấp nhận.
Dạ ok em hiểu. Đúng rồi, chị rất đồng ý ý kiến của anh Thuận đó. Dạ. Vợ em á, có những lúc á, nó lên cao trào á, thì em kiềm chế không được, vậy hai chồng cùng nóng hết, cho nên không kiềm chế được, cho nên em mới hành xử như vậy. Thì sau đó rồi thì tối lại em cũng năn nỉ, em xin lỗi vợ em, thì hai chồng vẫn hòa lại bình thường. Mà chị hỏi nè, là nãy vợ em nói là cái chuyện nhỏ xíu à, mà tự nhiên là nói qua nói lại thành ra là có cái chuyện mà cái tác như vậy. Chị nói ví dụ là chuyện gì? À, giống như là em ở công ty em á, thì có những đứa nhân viên á, nó mới vào công ty, thì em hỗ trợ nhân viên á rất là nhiều thứ, cho nên mà vợ em không hiểu á, thì cứ nghĩ em trăng hoa với bạn hay là rủ bạn về nhà chơi, thì thái quá, không thích như vậy. Rủ là rủ sao? Rủ bạn gái về nhà chơi? Dạ đúng rồi. Em thì em không có nghĩ là em ghen chồng em gì, em rất là tin chồng em. Nhưng mà em không có thích cái kiểu mà cứ mỗi người vô công ty, bất cứ trẻ già hoặc là trai gái gì ảnh cũng vậy. Trong công ty nhiều người không hỏi ai, cứ hỏi ông chồng em không mà cứ nói là cho, ủa anh làm chỗ đó làm sao, anh phải đi tới chỗ nào anh chỉ em đi. Cái ảnh phải đi suốt ngày với người đó, phải chỉ dắt, giống như là đi dắt từng bước. Nhưng mà ngược lại những người làm trong công ty ảnh thì không có ai là như vậy hết. Em mới thấy tức quá, em kêu cho mất mướn về chuyện của anh lo làm, còn người ta mới vô làm chuyện người ta, mất mướn anh phải đem công việc. Rồi cái mới vừa xách cặp đi làm về, cái chị nghe cái tiếng cái người con gái đó nói, ủa anh Phong giờ em phải đi tới chỗ nào để em lấy cái hàng đó, hoặc là em phải xin số điện thoại ai, hoặc là tới cửa hàng nhà anh rảnh anh đi với em. Vậy đó, chị nghĩ thôi, em không nói hoài mà ảnh không bao giờ anh nghe lời em. Anh kêu là tính ảnh là không có phải là trai gái này kia, ảnh thích đó, là người nào vô ảnh hay giúp đỡ, vậy có sao đâu, em cứ càng nhằn hoài. Em kêu anh đừng có làm như vậy, làm vậy chỉ một người con gái người ta tưởng anh thích người ta thì người ta mới giúp đỡ nhiệt tình như vậy. Chị hỏi nè, đối tượng mà anh chỉ bảo á là con gái nhiều hơn. Dạ đúng không? Rồi, con gái, cứ con gái vô một cái là đi cà phê hoặc là chở đi tới chỗ kia, chỉ việc làm không lo gì đến vợ con hết á chị. Em đã có bao giờ em gặp một người con gái nào mà chồng em chăm sóc kiểu đó chưa? Dạ hình như là người con gái nào chồng em cũng làm như vậy hết á. Không, nhưng mà có bao giờ mà em gặp trực tiếp cái người phụ nữ nào chưa? Dạ em có lần em cũng đi uống cà phê với người con gái đó, đi chung với ảnh luôn. Thì em có cảm nhận được là cái người con gái đó thích chồng em không? Dạ hình như là em có cảm nhận chút chút mà. Thí dụ như 10 phần chỉ được 2 thôi, còn 8 phần em không có tin. Còn em? Tại vì nhân viên mà chị, thì nếu vô công ty thì em có trách nhiệm phải giúp đỡ. Luôn luôn lúc nào em sống cũng vậy hết á. Mà vợ em thì không hiểu vấn đề đó, không hiểu được cái cách nghĩ của em và cái cách sống của em, cho nên vợ em lúc nào cũng ghen vấn đề đó. Có những cái em cảm thấy rất bình thường nhưng mà vợ em vẫn ghen thì em cảm thấy hơi khó chịu xíu. Nói chung là khi cãi mà... nhau. Dạ em không có thích chồng em mà đối xử với con gái mà quá tốt như vậy. Chị hỏi nè, vậy chứ hồi lúc mà yêu nhau á là em có nói em cần nhằn chồng em? Dạ nhiều không, như tại vì yêu nhau á là ảnh đi làm ngoài đường, ảnh có tiếp xúc bao nhiêu người con gái em cũng không hề biết được. Rồi về rồi em mới thấy, cho lúc trước em mới quen ảnh mà nếu có tính vậy em không bao giờ em ân ảnh. Giờ chị hỏi em nè, em có muốn chồng em thăng tiến nữa không? Dạ muốn chị. Muốn thì em đừng bao giờ để chồng em thành một cái người bình thường. Chồng em phải là một người phi thường thì chồng em mới có thể thăng tiến được. Cái đó chị nói nghiêm túc. Chị nói em nghe nè, cái bản tính của chồng em là có trong chị, ai chị cũng giúp đỡ hết trơn á. Người ta cần là mình giúp đỡ. Còn cái việc của em hay hay không em giữ chồng em, mà không phải giữ kiểu như em. Giữ kiểu như em á, em thấy không, hoàn toàn á, những cái thiệt thòi là em hưởng hết. Em bị tát nè, em bị chồng em nóng nảy nè, em bị chồng em đập đồ rồi thế này thế nọ. Trong cái lúc đang yêu á, em đâu có bị chồng em xử sự như vậy, bởi vì em không phải như bây giờ. Em hiểu ý chị không? Cái cách giữ chồng á, không phải là mình cứ ngày hôm nay phải ở sát bên tôi biểu anh làm cái gì anh phải làm cái đó là em giữ được chồng. Chị thấy vậy nè, tụi em á thương nhau yêu nhau mà nó chỉ có một chút xíu cái việc mà chưa có đồng quan điểm thôi. Bây giờ em thử đi về cái điều mà vợ em mong mỏi ở em á, nó đơn giản quá, nó không có gì khó khăn hết trơn á. Em vẫn tốt với mọi người, nhưng mà khi nào vợ em có nói rằng là ờ anh ơi em khó chịu với cái cô đó lắm, em không muốn anh gì vậy, em thử em nghe lời vợ em một lần thử xem là nó còn càm ràm hay không. Nếu như mà nó vẫn càm ràm thì đó là bản tính, bà thích càm ràm. Còn nếu như á em nghe vợ em mà vậy em không càm ràm thì có nghĩa là cái đầu mối xung đột của em, của hai chồng em là ở chỗ đó. Đúng không? Chồng em chỉ có quýnh em khi mà em càm ràm thôi. Em thôi giờ em đừng nói nữa, em lấy điện thoại em nhắn tin đi, anh ơi cái cô đó đang là mối đe dọa của hạnh phúc chúng mình đó, rồi coi chồng em xử sự sao. Thử thay đổi chiến thuật. Nói chung chồng em đến với chương trình này á là duy nhất một lý do là chồng em muốn rằng em hiểu chồng em. Em hiểu rằng chồng em rất yêu em. Thì cũng thông qua chương trình là em hứa với vợ em là em không đánh vợ em nữa. Về thăm vợ nhiều hơn đúng không? Tại sao hai người không ôm nhau một cái đi? Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.
rất là hạnh phúc. Là Quang Huy 31 tuổi, em là nhân viên xuất nhập khẩu. À, còn em? Em là Thu Hương, em 26 tuổi, là nhân viên văn phòng. Nhưng mà như là bạn không phải là người ở trong này đúng không? Em người Hải Phòng. Em cũng Hải Phòng. À, ôi Hải Phòng, nhưng mà là hai bạn đang làm việc và sống ở đây. Em vào đây từ nhỏ rồi. Còn em là mới. Em là vào đây học đại học xong em mới ở trong này. Mà hai em gặp nhau đâu? Quán nhậu anh ạ. Trời. Tại vì hôm đấy là anh ấy nhậu với bạn đại học, xong rồi em thì chơi với một chị bạn đại học của anh nữa, cũng là người Hải Phòng luôn. Thế là gặp anh này, thấy chị này giới thiệu anh cũng là người Hải Phòng, cùng quê rồi gia đình thế này, cũng giới thiệu xong rồi hai người cũng nhìn nhau lại, may mắn làm sao lại ngồi đối diện nhau. Đối diện nhau em có ấn tượng về mái tóc anh không? Có anh ai là rất ấn tượng về mái tóc của chồng em đó. Mái tóc rất nghệ sĩ. Bố mẹ chồng em ai cũng ủng hộ anh để mái tóc này hết đó. Em chắc có lẽ là rất ấn tượng về cô gái lúc đó. Dạ có, em ấn tượng là cũng xinh xinh, da trắng. Có nhận ra là Đồng Hương rồi? Dạ biết ngay là hôm đó rồi anh. Tại chủ vì Đồng Hương nên em mới để ý anh ạ. Rồi chủ động tấn công. Nhưng sao? Mà hai người chắc gặp nhau cái là thích nhau liền đúng không? Dạ không, dạ lúc chưa. Đầu em gặp anh ấy thì em thấy anh ấy là hơi già già so với tiêu chuẩn của em. Tại lúc đấy em mà quen thì em thích quen trẻ trẻ thôi. Tại lúc em vẫn còn đang nhí nhố, không thích quen già lắm. Với lại nhìn thấy anh thì cũng mập mập nữa, thế là em thì cũng không thích lắm. Nhưng mà anh ấy thì đặc biệt cái là tất cả những người tán tỉnh em ấy thì đều là nhắn tin dồn dập. Nhưng anh này thì 2-3 ngày mới thấy nhắn tin một lần. Thế là em thấy em có ấn tượng. Cái đó có chiêu của em hả anh? Dạ, thì lúc nãy em rảnh em nhắn thôi, em bận lắm. À vậy hả? Nhưng mà ấn tượng nhất là ở vợ em là cái gì? Vợ em ăn to nói lớn. Nói chuyện lớn tiếng rồi cười hố. Giống chị không? Anh không tin nhìn vợ em. Chị hơn chị. Em không quay hình là em cười giống chị đấy. Nhưng chị... mà bây giờ em không cười được như vậy. Bây giờ phải làm sao để cho em cười? Phải chắc bắt các bạn nhậu ở đây ngồi. Dạ đó đúng rồi đó. Rồi hai người bao lâu thì chính thức quen nhau? Vợ dạ, em cũng 3 năm rồi. Họ được 3 năm mới cưới. Vậy thì trong 3 năm đó quen nhau thì có lần nào chia tay không? Dạ có, vợ em chủ động chia tay. Tại vì lần đó là lên Facebook của một người bạn, thấy em một tấm hình em cũng thân mật với một cô gái, nên tự nhiên ghen đòi chia tay, cái em đồng ý luôn. Tại vì vô lý quá. Ủa đồng ý luôn. Mà sao dữ vậy? Tại vì anh là mối tình đầu của em. Thế nên là không biết được, chắc là cảm giác của lúc ấy em vẫn còn trẻ con nên cảm giác đấy, nên là nhìn thấy hình như vậy là thấy là nóng máu rồi. Thế là em hỏi cái này là như nào, sao mà lại ôm íp nhau xong rồi để bạn chụp hình này, đấy là chụp trộm thôi, anh đâu biết được đâu. Cãi tới cãi lui xong rồi cuối cùng em đòi chia tay, đồng ý chia tay luôn. Thế là cùng em ở nhà, thế là cứ lên trên Facebook thấy anh đi đâu anh cũng check in trên Facebook, chắc là cố tình cho mình biết. Nhưng mà thấy cũng chơi ăn chơi lành mạnh chứ không có gì cả. Mà lại thấy trong quá trình mà giận nhau thì vẫn nạp tiền điện thoại cho vợ. Thế là không quên nhiệm vụ. Rồi ai chủ động làm quà trước? Dạ vợ em. Em 3 năm sau mới cưới. Dạ. Vậy thì cưới nhau về cái đêm tân hôn thú vị không? Dạ vui lắm anh. Tự nhiên hai vợ chồng đang vui cái quay qua vợ em ngồi khóc luôn. Sao vậy? Vợ em bị thần kinh không bình thường. Đêm tân hôn thì là một sự sung sướng mà. Không biết nữa. Không, tại vì trong hôm đám cưới á, thường người ta là mình sẽ đi mời từng bàn. Mà chồng em thì mời được 2-3 bàn đầu à, xong rồi tự nhiên bỏ đi xuống dưới. Xong rồi cà vạt thì vứt ra chỗ, vét thì cởi hết cả ra, xong rồi bỏ hết ra ngoài quần. Em chạy xuống thấy rót tàu cốc cho tao miếng thịt. Thế là kiểu của mình em đi chào bàn thôi, mà khách thì cứ hỏi chú rể ở đâu. Thế em xuống em cũng nói anh đói lắm, bây giờ khách thì không cần chào đâu, em phức tạp đâu, người ta còn ăn mà. Thế là em đâu có dám nói đâu, tại vì bạn anh ở đây đông quá sao mà dám quát chồng. Thế là hậm hực trong lòng. Thế xong rồi về tự nhiên khóc, anh lại tưởng em hạnh phúc quá. Ông chồng đẹp trai quá nên hạnh phúc. Dạ em cũng thuộc tiếp người vô tâm đó. Thì em thấy vậy cũng bình thường thôi chứ chị. Ngày đám cưới mà vậy bình thường sao được. Dạ, không, em có chào họ hàng người lớn tuổi em chào hết. Chào chị còn lại bạn bè là không chào thôi. Chồng em như chị Vân mới nói là có vẻ như vô tâm. Dạ đúng rồi. Có lần nào mà vô tâm khiến em vô tâm hơn không? Vô tâm hơn. Chồng em thì là tiếp người mà không quan tâm đến cái gì cả. Có hai lần lớn nhất tức là cũng là chỉ vì chuyện anh ấy đi nhậu bỏ em ở nhà mình thì tủi thân, xong rồi lại còn sợ ma nữa. Nhà lạ nữa, xong chồng thì mới cưới về thì lại bỏ đi nhậu. 11 giờ mới về. Mà anh này cứ một lần nhậu về là anh ấy cái khò, anh đâu có quan tâm là vợ mình đang lúc đấy đang làm gì hay là như nào đâu. Thế em mới tức quá, em điên quá, em lấy chân đạp cho phát, ngã từ trên giường xuống dưới đất. Thế ông cười hè, xong rồi đi lên trên giường nằm lại ngủ tiếp. Chồng biết đau là gì hay sao á. Em lúc đó là em xỉn quá, em không biết là em bị đạp hay sao. Dạ em biết chứ gì, em quen rồi chị ơi. Hả, của em bị đạp hoài vậy? Bị đạp thường xuyên hết á? Dạ, ở nhà em bị bạo lực gia đình mà. Ôi trời, tội nghiệp quá. Tội nghiệp quá. Nhưng vì sao cái cú đạp đó rồi bây giờ còn vô tâm nữa không? Dạ hết rồi.
Hết chưa? Không, một thời gian sau cái hôm Tết vừa rồi anh mới đi nhậu 1 giờ hơn, thấy lò dò về nhà tưởng về lo lắng cho vợ nên về, hóa ra dẫn thêm 2-3 anh nữa mà đứng ở ngoài đầu ngõ kìa. Anh này thò đầu vào: "Em ơi anh đi thêm tí nữa anh về nhé." Thế lúc ấy em ấy bực quá, em ấy không nói gì cả, em đi lên trên lầu. Đi lên lầu thế là thấy đi luôn cũng chẳng thấy lên hỏi vợ một tiếng nữa. Thì hôm đấy em cũng bực quá, em ấy nhắn tin cho mẹ là chồng con bây giờ như này, mai con về nhà mẹ. Thế mẹ em nhắn lại kêu là mai mà không về hai đứa nữa thì đừng có mà về. Thế là em ấy không có cách nào cả, em ấy vứt quần áo ra ngoài phòng, em khóa cửa phòng mà cho ở bên ngoài luôn. Đóng cửa phòng ngủ em ngủ phòng khách ạ. Vợ em thì nói em vô tâm. Vậy thật, vợ em thì thật xấu như thế nào? Vợ em hay khóc lắm, hai vợ chồng đang vui nên quay qua thấy ngồi khóc tình bơ. Với lại vợ em hay la hét lắm, nhiều có chuyện gì bực mình là la hét lên cả xóm nghe luôn. Ăn to nói lớn mà áp lực lắm anh. Không phải, tại vì nếu mà ví dụ như mà em không la hét thì em sẽ bị stress. Mà lúc mà vợ em la hét vậy thì em làm gì? Em quay qua người nhìn em cười thôi, tại em biết em quen rồi. Thấy chưa, hai vợ chồng này phải đặt một cái nickname là vợ chồng khóc cười á. Dạ. Em đang bị bạo hành. Ví dụ như ngoài cái đạp ra là có khi nào mà bị tắt một cái bợp tai chưa? Dạ có, tắt yêu mà nghe chát luôn rồi. Em bị hoài rồi. Anh hay bị em vặt lông với cắn. Vặt lông ạ? À? Lông gì? Lông chân anh. Rồi cắn nữa, cắn ở đâu? Cắn ở trên người. Ở đợt trước em giận quá em cắn phát ở ngực mà anh vẫn còn một vết đỏ luôn, bầm luôn. Vợ chồng bạn rất là vui. Thì nếu như cho em một điều ước để mà mong muốn vợ mình thay đổi thì em sẽ ước điều gì? Vợ em ít ăn hiếp em tí, ít la hét một tí cho em đỡ sợ. Tội nghiệp ghê, giống như ông bị bạo hành thương ghê. Tại em hiền, em hiền quá mà. Còn em muốn chồng em thay đổi gì? Em chỉ muốn chồng em bớt vô tâm đi thôi, phải để ý đến vợ tí. Tại vì em bầu như này là bọn em cũng là vỡ kế hoạch thôi, mà cũng chưa sẵn sàng làm mẹ nữa, mới cũng chưa sẵn sàng làm bố nữa, thì anh cũng phải động viên em một tí. Nhiều khi anh ấy không có hỏi là em cảm thấy thế nào hay như thế nào hết á. Anh cứ mặc kệ, một mình em muốn cảm nhận như thế nào cũng được. À bây giờ là hình như em đang... Dạ 3 tháng à. Anh hỏi em cái này, dạo gần đây em có hay la hét lên không? Vẫn la hét anh. Em có biết em la hét như vậy là ảnh hưởng tới con? Em không, đúng em không? Chỉ biết là không được hoạt động mạnh, không được đạp chồng nữa thôi, chứ còn la hét thì em vẫn la hét. Chồng. Em lúc nào em rảnh em lên mạng á. Dạ. Em sợt á trạng thái tâm sinh lý của những bà bầu, coi đi. Dạ em coi rồi, em nếu có mà, coi rồi. Nếu mà em coi rồi mà em vẫn vô tâm vậy là chị bó tay. Đâu, em thấy em quan tâm lắm mà. Thôi. Tại vì vợ em nói vậy là thấy không quan tâm rồi đó nha. Mới có bầu mà là đi nhậu, đi chơi đến 11, 12 giờ đã về tới nhà rồi, mà lại còn nói ăn đi tí nữa nha, rồi không quan tâm gì đến vợ, để mà vợ còn phải giục đồ của em ra ngoài. Vậy là chị thấy em đúng là vô tâm đó. Sau lần đó là hết rồi chị. Hết rồi chưa? Hết chưa? Không, bây giờ phải hỏi bây giờ hết chưa? Bác sĩ dặn là không được làm cho em phải bực mình nữa, thì thấy từ đợt đấy là cũng tu tỉnh được tí rồi. Nhiều khi con người quen cái cười cái gì, cười cái cái gì, cười cái gì, 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 c
Nhưng nó to hơn xíu nghe, người rất là to con nhìn rất là mảnh tướng đó, đó. Mình phải nói chuyện, nói chuyện cho nó lớn lên nha. Rồi, chào Nhân, mời vợ Nhân. Xe đò chứ tại bến xe miền Đông, và trong đó đi Grab
đi luôn hay sao? Không, về nhà chị. Ờ. Nhà chị xong chị chở em đây. Ờ, một vài dạ. Thật sự là mình chỉ cần liên tưởng đến cái tuyến đường các bạn đi thôi là tôi thấy rằng là các bạn yêu mến chương trình này như thế nào để sắp xếp và thậm chí là đến được với cái chỗ gọi là vượt qua gọi là trăm núi ngàn sông đó. Đúng vậy, đúng vậy. Ờ. Có thể gặp nhau ngồi ở tại đây thực sự là thay mặt khán giả, thực sự là muốn thay mặt khán giả để cảm ơn các bạn rất đúng rồi. Tại vì nếu như các bạn mà đi tới đây sẽ đỡ, rất là đỡ, ngồi xe rất là khó. Nhìn nhau